Rồi vô mép vô đây nè, đây nó không có. Ừ, nó dài đó. Mến chào cô chú và anh chị nha. Đến với em Linh Cần Thơ, hôm nay em có về một số chủng loại để giao lưu cô chú và anh chị gần xa. Thì chân thành cảm ơn cô chú và anh chị trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và ủng hộ bên em nha. Bên em hôm nay về về gồm có mặt hàng là cây cha 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 đọt đỏ xong nha cô chú và anh chị. Với lại si búp hồng. Với Linh Sam bông giấy Mỹ để giao lưu cô chú và anh chị nha. Số điện thoại là 0365564555 cũng là số Zalo luôn. Đầu tiên là cây cha búp đỏ. Cha đọt đỏ nha cô chú và anh chị, cha xong nha, lá nhỏ nha, chứ không phải là cha đọt xanh. Nè, quay gần gần lại. Loại này là chơi bonsai rất đẹp cô chú anh chị. Cây này là thần chậu khoảng 8 tháng rồi cô chú anh chị, cây sống khỏe nha. Cây có hình dáng thú. Đó. Quái cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 1m7. Hoành thân nó là 39. Chiều dài hình thú nó là 65. Chiều dài hình thú cô chú anh chị. Cây này là hình thú nha. Đó, quay xa. Tôi thấy hết cành luôn. Đó, cô chú anh chị thấy ha. Cây này em bao ship toàn quốc cô chú anh chị nè. Cây này nó ra rất là nhiều luôn, nu 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 luôn nè cô chú anh chị. Đó. Cây 1A này giao lưu với giá là 1 triệu 8 nha cô chú anh chị, bao ship nha. 1 triệu 8. Rồi khi để đắng. Rồi tiếp tục cô chú anh chị là si cúc chậu nha. Cây số 2. Chiều cao của nó là 50. Cây rất đẹp luôn cô chú anh chị. Hoành thân là 40. Đó. Cây này hàng tầm trung. Cây sống khỏe luôn, cây 2A có giá là 1 triệu 7. Dáng trực lắc. Tiếp tục cây 3A, cây này là nguyên bệ luôn cô chú anh chị. Một bệ nha. Đó. Rất là đẹp, sống khỏe nha. Loại này em bao sống khỏe. Cây 3A. Chiều dài của nó là 40. Hoành thân là 50. Bệ đế là 90. Cây 3A có giá là 1 triệu tư. Em bao ship toàn quá cho cô chú và anh chị luôn. Rồi. Tiếp tục là cây 4A. Xích lên chút. Cây 4A này là xích lên này chút, xích đằng trước. Cây 4A này là dáng thú nha cô chú anh chị. Đó, si búp hồng nha, cây dáng thú. Rất là đẹp luôn. Chiều cao của nó là 70. Hoành thân là 77. Chiều dài 70, hoành thân 77 của chú anh chị. Cây này có giá là 3 triệu 500. Em bao ship toàn quốc. Cây rất là đẹp nha. Tiếp tục cây số 5A. Cây si búp hồng luôn, cây đã sống khỏe cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 50. Đế đều hết nha. Cái này búp hồng. Hoành thân là 101. Hoành thân 1m1. Đế đều hết cô chú anh chị. Đế đều đồng dai hết nha. Cây sống khỏe hết. Em mới giao lưu. Đó, cây sẽ có sao nói vậy. Cây 5A có giá là 2 triệu 500. Chiều cao nó 50, hoành thân 1m1. Cây này nó tầm khoảng 7 80 kg của chú anh chị. Em bao ship nha, bởi vì phí nó rất là cao. Cây 5A có giá là 2 triệu rưỡi. Ship đó. Tiếp tục cô chú anh chị cây 6A.
Đó, cái này cũng bút hồng luôn. Chiều cao của nó là 50. Dáng này dáng gừng cô chú anh chị. Hoành thân là 1m15. 1m15. Cây 6A. Chiều dài của nó là 50. Hoành thân là 1m15. 3 thân nha cô chú anh chị. Cây này em giá bán với giá là 1 triệu tư, em bao ship. Rồi. Tiếp tục cô chú anh chị là cây số 7A. Xích quay xích này. Cây 7A, cây này rất già nha cô chú anh chị. Đó. Chiều cao là mét. Hoành thân là 1m8. Hoành thân 1m8 rồi chú anh chị. Chiều cao 1m, hoành thân 1m8 nha. Quay vòng vòng cho chú anh chị xem. Cây này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Quay qua giáp cây luôn. Xác xác điện thoại nó. Cây 7A này em giao lưu với giá là 3 triệu. Em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. Cây này nặng tầm khoảng 160 kg, 170 kg cô chú anh chị. Cây 7A với giá là 3 triệu. Quay cái này. Đó. Đường 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 thân rất là đẹp nha. Rồi tiếp tục cô chú anh chị là cây 8A. Cây 8A này là búp đỏ nha cô chú anh chị. Lô này chỉ có một cây búp đỏ nè. Quay quay gần cái lá luôn. Đây. Búp đỏ 100% nha, em bao búp đỏ nha. Đế đều hết. Đó. Cây rất là già luôn. Về giáp vòng. Đây nó có sành nha cô chú anh chị. Nó có chạy một đường thang nhưng đường già của nó sành nha. Chứ không phải là nó chết nha. Đó, có sao nó vậy. Chiều cao nó là 50. Cây này búp đỏ đặc biệt nha. Hiếm luôn chú anh chị. Búp đỏ này đỏ, đỏ huyết nó đỏ dữ lắm đỏ luôn. Hoành thân của nó là 2 mét chẳng nha cô chú anh chị. Hoành thân 2 mét. Đế đều hết nha cô chú anh chị. Đế đều đều hết luôn. Nguyên một bệ luôn. Còn bầu đế khoảng 3 mét mốt, tính 3 mét đi. Chiều cao của nó là 70. Đó, ngang là 50. Cây 8A này cô chú anh chị mua thì liên hệ em nha. Tại cái này giá nó cao nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp tục cô chú anh chị là tới linh bông giấy. Cái ghế rồi. Lấy mình cái ghế. Bông giấy, hôm nay em xả còn mấy pho bông giấy em bán cô chú anh chị về ghép nha. Chiều cao nó là 50. Cây số 1. Hoành thân là 40. Đó. Cây số 1 có giá là 290. Mấy cái sẹo này thì em tha keo rồi nghe cô chú anh chị. 290 bao ship nha. Rồi xong. Cây số 2, chiều cao 40. Hoành thân là 32, cây số 2 250. Rồi, em bao ship luôn. Cây số 3 gà bông luôn. Chiều cao là 40, hoành thân 30. Cây số 3 là 230. Bông giấy Mỹ luôn nha cô chú anh chị. Chỉ còn mấy pho thôi. Cây số 4 chiều cao là 40 luôn. Hoành thân 35, cây số 4 có giá là 230. Cây số 5 chiều cao là 50. Hoành thân là 28. Cây số 5 có giá là 230 luôn. Bông giấy Mỹ nha cô chú anh chị. Rồi. Cây số 6 chiều cao là 40. Hoành thân là 23. Cây số 6 có giá là 240 ngàn. Cây số 7 còn chỉ 8 cây cứ chứ chị. Chiều cao 70, cây này rất to. Hoành thân là 37. Cây số 7 có giá là 290 luôn. Cây cuối cùng bông giấy là cây số 8, chiều cao là 70, hoành thân là 30. Cây số 8 có giá là 290 là hết bông giấy tới Linh Sam cô chú anh chị. Linh Sam này là Linh Sam Song Hinh
Nghe cô chú anh chị, chiều cao là 40. Đó, sông Hinh siêu bông, hoành thang là 33. Cây số 9 có giá là 250 ngàn. Để hàng ngoài luôn không được. Cây số 10 chiều cao là 20, hoành thang 33 luôn, cây số 10 230 luôn. Cây số 11 chiều cao nó là 30, hoành thang là 30, cây số 11 có giá là 230 ngàn. Em bao ship toàn quốc. Cây số 12 chiều cao là 20, hoành thang là 37, cây số 12 có giá là 200 luôn. Em bao ship toàn quốc luôn. Cây số 13 chiều cao là 20 luôn, hoành thang 36, cây số 13 có giá là 200. Cây số 14 chiều cao là 20, hoành thang là 28, cây số 14 có giá là 200 luôn. Cây số 15 chiều cao là 30, hoành thang 34, cây số 15 có giá là 230. Em bao ship toàn quốc cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị nào ưng mã số nào liên hệ em. Cây số 16 chiều hoành thang là 42, chiều cao đó là 20. Cây số 16 có giá là 200. Linh Sam Song Hinh siêu bông. Cây số 17 chiều cao của nó là 20, hoành thang là 40, cây số 17 có giá là 200 luôn. Hàng này hàng là đã thường sống khỏe nha cô chú anh chị. Cây số 18 cao 30, hoành thang là 33, cây số 18 có giá là 200. Cũng là cây cuối cùng của lô Linh Sam nha cô chú anh chị. Chân thành cảm ơn cô chú anh chị và mến chào và hẹn gặp lại.